Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Dự kỳ họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, kỳ họp lần này nhằm quyết nghị một số nội dung quan trọng nhằm kiện toàn công tác nhân sự của Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng như góp phần vào sự phát triển chung của thành phố trong thời gian đến. Theo đó, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Trần Phước Sơn, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 10 đối với ông Tô Văn Hùng, hiện đã được điều động nhận nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 đối với bà Cao Thị Huyền Trân. Hội đồng Nhân dân thành phố đã thống nhất bầu ông Trần Phước Sơn và bà Nguyễn Thị Anh Thi giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, giữ chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.